Quý vị và các bạn thân mến, chính thức từ ngày 5 tháng 5, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995 quê Gia Lai về tội giết người và hành hạ người khác. Đặc biệt, kết quả điều tra vụ án đã xác định, trong thời gian sinh sống ở chung cư sau ly hôn, Thái nhiều lần trực tiếp và chứng kiến Trang dạy dỗ con mình theo cách tiêu cực, không ngăn cản. Nguyễn Kim Trung Thái còn nhiều lần cùng Trang la mắng, quát nạt cháu bé. Sáng ngày mùng 5 tháng 5, liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh Hà Nội cho biết, Tôi là luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé VA, dù đã biết trước hành vi giả mang tàn độc của Thái và Trang, nhưng khi viết ra những nội dung liệt kê quá trình thực hiện tội ác kinh hoàng với cháu bé mà không khỏi rùng mình trước những phương thức thủ đoạn giả mang đối với cháu đến chết trong đau đớn. Có lẽ, không chỉ luật sư, mà bất kỳ ai khi biết được cháu bé bị hai kẻ mà cháu gọi là bố và dì thực hiện hành vi tán tận lương tâm cũng khó tránh được những giọt nước mắt xót thương, càng không thể tưởng tượng được điều đó là có thể xảy ra trong một xã hội văn minh. Theo luật sư Thơm, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng đề nghị truy tố ra trước tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị can. Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hai tội danh theo quy định tại điểm B, N, Q, khoảng 1 điều 123 và điểm A khoảng 2 điều 140 Bộ luật hình sự. Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và tội che giấu tội phạm theo quy định tại điểm A khoảng 2 điều 140 và điểm B khoảng 1 điều 389 Bộ luật hình sự. Trên cơ sở kết quả điều tra vụ án đã được xác định như sau. Cháu V.A. là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8 năm 2020, Thái và chị Hành ly hôn. Thái được Tòa án Nhân dân quận 1 giao quyền chăm sóc nuôi dưỡng cháu về A. À. Khoảng tháng 9 năm 2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ chồng với Thái tại căn hộ 16.05 Topaz 2 Sài Gòn Pơn, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh. Cháu VA à ở cùng với Thái và Trang từ thời gian này. Khoảng tháng 10 năm 2021, do tình hình dịch bệnh nên cháu VA là học sinh lớp 37 tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận nhất, học trực tuyến tại nhà. Thái gia cho Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu. Trong quá trình chung sống từ ngày 7 tháng 12 năm 2021 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại, ống nối của máy hút bụi, dạy dỗ tiêu cực đối với cháu va bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày nhiều giờ có những ngày trang sử dụng cây gỗ roi mây tác động lên cháu va trong tình trạng không mặc quần áo bắt quỳ và giơ tay lên cao bắt cháu ăn chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó quỳ trong chuồng chó để hối lỗi thái nhiều lần trực tiếp và chứng kiến trang làm như vậy với cháu va nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng trang la mắng cháu a cụ thể như sau Ngày 7 tháng 12 năm 2021, vào lúc 17 giờ 7 phút, Trang phạt cháu về A quỳ, hai tay dơ lên cao và dùng roi đánh cháu VA. Thái ngồi trên giường chứng kiến cùng chửi mắng cháu VA. Cháu VA quỳ gối học bài đến 18 giờ 28 mới được đứng dậy. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, từ 22 giờ 14 phút Đến 2 giờ 16 phút ngày 11 tháng 12 năm 2021, Trang cùng Thái đã thực hiện hành vi nêu trên. Ngày 11 tháng 12 năm 2021, bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ 6 phút, Trang lấy kéo cắt tóc, lấy tay nắm tóc ghi cháu VA xuống bàn, dùng khăn trùm đầu, dùng tay dí vào đầu cháu VA liên tiếp xuống bàn cho tới khi cháu VA ngã xuống sàn nhà. Trang còn tác động liên tiếp vào vùng bụng, bắt cháu quỳ gối, giơ hai tay lên cao. Thái có mặt chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn mà còn cùng Trang chửi mắng cháu. Sau khi Trang dạy dỗ xong, Thái phát hiện cháu VA bị chảy máu trên đầu nên sơ cứu và đưa cháu đến bệnh viện ITO trên đường Lê Văn Sĩ khâu vết thương. Mặc dù đánh cháu VA thương tích như vậy, nhưng đến 16 giờ 8 phút cùng ngày, trong lúc cháu Trang đang học, Trang tiếp tục dùng tay chân và cây kim loại tác động lên cháu. Đến 16 giờ 57 phút thì Trang và Thái đi ra khỏi nhà nhưng Trang vẫn bắt cháu quỳ gối ở nhà. Trang và Thái theo dõi qua camera. Khi Trang và Thái về nhà, từ 19 giờ 57 phút đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, Trang và Thái tiếp tục tác động vật lý lên cháu VA. Trong khoảng thời gian này, Thái nhìn thấy Trang dạy dỗ tiêu cực con mình nhưng không can ngăn. Sang ngày 12 tháng 12 năm 2021, lúc 16 giờ 27 phút, Trang lại tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự, bắt cháu chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, vừa chửi mắng vừa dùng tay kéo tay cháu về à. Người bố chứng kiến là Thái cũng cầm thanh kim loại có đầu nhựa đứng bên cạnh chứng kiến. Đến 17 giờ 7 phút, Trang bắt cháu về à ra khỏi chuồng chó và cùng với Thái tra khảo bài. Trang tiếp tục dùng cây gỗ dạy dỗ đến nơi đến chốn cháu về cùng sự chứng kiến của người bố là Thái. Đến 20 giờ 55 phút cùng ngày thì Trang và Thái mới dừng lại không tác động lên cháu về nữa. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Thái đi làm còn cháu về ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của nhà trường từ 7 giờ đến 11 giờ từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, Thái về nhà ăn cơm trưa cho đến 13 giờ 45 phút thì Thái tiếp tục đi làm. Từ 14 giờ 6 phút đến 14 giờ 30, Trang bắt cháu về A quỳ gối làm bài tập để Trang kiểm tra. Từ 14 giờ 51 đến 18 giờ 6 phút, Trang cho cháu về ngồi học. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo. Trang sử dụng cây gỗ dạng trụ tròn, đường kính 2,2 cm, dài 90 cm, cầm bằng tay phải tác động liên tiếp dồn dập vào cháu VA. Khi mỏi tay, Trang cầm cây gỗ bằng tay trái đe nạt tiếp. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay và tiếp tục đe nạt và coi đó là dạy dỗ cháu VA rất nhiều lần. Mặc dù trên người cháu có nhiều vết bầm, khi cháu VA né tránh thì Trang dùng dây nhựa tác động lên cháu. Cháu ngã xuống sàn nhà, Trang vẫn tiếp tục cầm cây gỗ bằng hai tay, dùng lực đánh rất mạnh liên tục vào cháu. Khoảng 15 giờ, Thái xem camera trong phòng ngủ của cháu VA bằng điện thoại, thấy Trang có nhiều hành vi thái quá nên gọi điện, báo Trang đừng làm như vậy cháu rồi cúp máy. Tuy nhiên, Trang vẫn tiếp tục cho đến 18 giờ 6 phút thì cháu VA bị bất tỉnh. Trang điện thoại cho Thái. Cùng lúc Thái vừa đi làm về đến nhà, chạy vào sơ cứu cho cháu VA, rồi cùng Trang và anh Trần Hoàng Hắc, nhân viên bảo vệ tòa nhà đưa cháu VA đến bệnh viện Viên địa chỉ 720A Điện Biên Phủ cấp cứu. Trong khi cháu VA được bác sĩ cấp cứu, thì Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, thực hiện hành vi xóa hết dữ liệu của bốn camera trong căn hộ. Từ bản cáo trạng trên, luật sư Anh Thơm nêu quan điểm cần phải xử lý Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội giết người và đồng phạm tội hành hạ người khác với Nguyễn Võ Quỳnh Trang mới đúng bản chất tội ác của bọn chúng gây ra cho cháu VA và đáp ứng công tác đấu tranh bảo vệ trẻ em, xử nghiêm để không gây ra bức xúc trong dư luận xã hội. Thưa quý vị, trong đoạn trích dẫn trên của luật sư Nguyễn Anh Thơm, chúng tôi xin phép lượt bớt những chi tiết miêu tả quá ám ảnh về hành động của Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Thực sự, trong nhiều ngày liên tiếp, bé VA đã chịu đựng quá đủ những hành vi được cho là yêu cho roi cho vọt của dì ghẻ. Đáng sợ, ghê tẩm, phẫn nộ và xót thương là những gì mà chúng ta chứng kiến trong vụ án đầy ám ảnh này. Cho rằng con học không tốt, bao biện bằng việc VA lười biếng. Tuy nhiên, lời khai này là gian dối do kết quả xác minh tại trường học làm việc với giáo viên chủ nhiệm bảo mẫu đều thể hiện cháu va ngoan ngoãn tiếp thu bài nhanh dữ liệu camera thể hiện có nhiều lần trang tác động lên cháu va không phải trong lúc cháu a học bài mà đánh vì những lý do vô lý viện cớ ngoài ra kết quả điều tra thể hiện thái không muốn có con với trang gia đình thái không chấp nhận trang vì thế bản thân trang rất ghen tức với mẹ ruột cháu va từng đến nhà cấm mẹ ruột gặp cháu va tự vào tài khoản facebook của thái xóa hết tất cả hình ảnh có mặt vợ cũ những tưởng ở thời đại 4.0, những câu chuyện mấy đời bánh đúc có xương chỉ xuất hiện trên truyền hình hay TV. Thế nhưng đây lại là thực tế quá đổi ám ảnh trong vụ án này những gì chúng ta đang chứng kiến là sự thật và hành vi của Trang đã được điều tra xác minh, có bằng chứng, chứng cớ và cơ sở rõ ràng. Đến lúc này, không một ai có thể bình vực cho hành vi của Thái và Trang. Hai ác quỷ đã khiến cháu VA rời bỏ cuộc đời khi còn quá nhỏ. Rồi đây, Trang có thể sẽ phải đối diện với bản án tử hình, còn Nguyễn Kim Trung Thái cũng sẽ sống trong nỗi sợ hãi ngục tù và sự ám ảnh về ký ức tàn nhẫn đối với con gái mình suốt quãng đời còn lại thông tin mới nhất về ngày hầu tòa và đình tội của nguyễn kim trung thái cùng nguyễn võ quỳnh trang sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo